Xin chào quý khách, sau đây chúng tôi sẽ làm một cái video clip này để hướng dẫn cho quý khách cách để tháo máy ZCut 8 của Fuma. Để tháo được máy ZCut 8 của Fuma thì chúng ta điều đầu tiên chúng ta cần có một cái tô vít đầu dẹt như thế này. Đấy. Và tô vít bốn cạnh. Ở đây chúng tôi dùng tô vít điện thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, tô vít điện nhanh hơn. Chúng ta nhớ chúng ta phải có một cái công cụ này. Để trợ lực cho chúng ta một cái tô vít dẹt đầu dẹt này, hoặc là một cái công cụ nào mà có đầu bằng kim loại dẹt như thế này. Đấy. Thì chúng ta sẽ tháo cái nắp trước này, nắp. Sau đó chúng ta sẽ đảo ngược máy lại. Ở đây nó có bốn con ốc, chúng ta sẽ phải tháo bốn con ốc trước để tránh trường hợp mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta tháo mà chúng ta không biết khôi phục lại như thế nào, thì chúng ta nên có một cái khay như này, nó chia ra các vít đấy. Hoặc là chúng ta sẽ phải phân biệt nó ra, vì ở đây nó có một số tiểu tiết thì quý khách cũng cần lưu ý. Thứ nhất chúng ta sẽ tháo bốn ốc này, tháo bốn ốc này. Ở dưới đáy thì chỉ có bốn con vít M3 thôi. Đấy. Và nó có thêm một cái vít M4, M5 này nữa. Nó là của cái cần gạt để điều chỉnh ngoàm của cuống dao. Thì chúng ta cũng tháo nó ra. Phần này khi mà quý khách tháo, quý khách lưu ý là phải ghi nhớ luôn cái miếng này. Khi mà chúng ta muốn tháo, chúng ta phải gạt về phía sau xong chúng ta mới tháo miếng này ra. Đấy, thì ở đây nó có một cái chốt này, lát nữa mình phải cài vào cái chốt này. Mình cài cái chốt và mình ốp lên. Đấy, mình phải nhớ cái đoạn này, mình phải nhớ. Đây. Chúng ta sẽ dùng cái chi tiết mà cái tô vít dẹt này, chúng ta cậy lên. Đấy. Chúng ta lưu ý khi cậy lên ở đây nó có một cái lò xo. Đấy. Cái phần lò xo này nó khá là khó cài. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách sau đó. Nhưng mà chúng ta nhớ hãy phân nó ra. Để trước khi mở cái hộp máy thì chúng ta lưu ý ở đây nó có một cái chân chống. Cái chân chống này là để cố định cái máy này để trong quá trình chạy nó không rung. Bởi vì nếu như chúng ta mà không đây. Cái chân chống này thì thông thường là khi mà trong đóng gói sản phẩm thì nó không gạt ra, nó sẽ thu lại như này. Còn khi chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta sẽ phải gạt nó ra, nó đặt như này để cho máy nó đứng chắc chắn. Thì đây cái chi tiết này cũng là chi tiết để giữ cho hai cái vỏ máy nó được cố định. Bởi vì máy ZCut 8 ấy thì là cái vỏ máy của nó là hai bên trái phải là hai miếng rời nhau. Cho nên là cái miếng này nó sẽ giữ. Cho nên để mà tháo được ra thì chúng ta sẽ phải tháo cái chân chống ra trước. Thì khi tháo chân chống thì chúng ta lưu ý là ở đây có phần khuyết. Đấy. Ở đây là phần khuyết chính là phần thoát của chân chống. Đấy. Chúng ta lưu ý ở cái phần khuyết này là phần chân chống, cho nên chúng ta sẽ phải lựa cái phần khuyết này, chúng ta đẩy ra ngoài. Phần này nếu mà làm không quen nó sẽ khá đau tay, cho nên chúng ta sẽ phải có một cái chi tiết này đấy để trợ lực. Chúng ta lựa làm nào để cho nó không bị gãy nhé. Đấy. Đấy, chúng ta đẩy nó ra thôi. Đấy, ok. Đây là một trong những phần chi tiết tháo tương đối đau tay. Ok. Sau khi mà chúng ta hoàn thành phần đáy rồi, chúng ta sẽ chuyển đây. Chúng ta sẽ tháo ở đây có hai cái lẫy. Này, chúng ta sẽ nhìn hai cái lẫy này thì rất là trực quan. Chúng ta chỉ cần đẩy nhẹ thôi. Đấy. Chúng ta đẩy nhẹ xong chúng nó gãy ra. Đấy, đẩy nhẹ nó gãy ra. Đó. Sau khi chúng ta đẩy ra thì đây, nó sẽ tách ra, hai bên này nó sẽ tách ra. Thì lúc này cái phần quan trọng nhất chúng ta cần phải đưa cái cần dao này phía đằng sau. Cho nên chúng ta sẽ vặn cái nút trái là nút điều chỉnh để cho cái
cán dao ấy, nó ngả về phía sau, bởi vì chúng ta sẽ phải mở cái phần phần dưới cái đĩa quay này. Nếu mà chúng ta thấy nó chưa tới, chúng ta ngả thêm chút nữa. Đấy. Đây, sau đó chúng ta tách. Đây, tách như là chúng ta chúng ta tách con cua ấy. Chúng ta ví dụ ăn cua chúng ta hay bẻ cái mai ấy, thì ở đây nó chính là cái phần này, chúng ta phải tách. Đấy. Tách. Đấy. Thì đây, hai cái phần thân nó sẽ tách ra. Đấy, bỏ máy tách ra. Chúng ta cần phải trợ lực thêm cho phía trước. Thường thường nó rất là khít. Này, chúng ta sẽ xoay ngược lại. Chúng ta đặt tô vít vào đây. Đấy, chúng ta gầy. Đó. Chúng ta sẽ tách được. Thế thì kinh nghiệm là kinh nghiệm thì hầu như là chúng ta sẽ xử lý bên phải là nhiều, bởi vì bên này nó là hộp bánh răng. Cho nên chúng ta sẽ xử lý bên này là chính. Cho nên chúng ta sẽ tách phía bên phải ra. Chúng ta sẽ tách phía bên phải ra. Chúng ta sẽ tách phía bên phải ra. Chúng ta lưu ý sau khi tách ra thì ở đây các cái cụm bánh răng này, rồi cái trục lô ngả này. Đấy, thì chúng ta hãy để nguyên, chúng ta đừng, đây chúng ta đừng thay đổi nhiều. Kể cả đây là cái miếng mà đây là cái miếng đẩy cái cần dao ở phía sau để giúp cho cái cán dao ấy nó có thể được đưa về phía trước ấy, nó chính là nhờ cái chi tiết này. Đấy, nó giống như một thanh đòn ấy. Đấy, cái phần này là phần nó sẽ tùy vào cái cán dao này. Đấy, tùy vào cán dao này, bởi vì nó sẽ chính là nó cài vào cái khe này. Đấy, cài vào cái khe này, cho nên là chúng ta sẽ gặp khó khăn nếu như mà chúng ta không biết được cái hướng của nó. Đấy, tất cả những cái chi tiết này chúng ta nên chụp lại. Đấy, là cái phần đuôi dài nó nằm ở phía sau, phần đuôi ngắn nó nằm ở phía trước. Đấy, nó nằm móc vào như thế này. Đấy, nó thông qua cái đấy, chúng ta có thể tháo ra được. Đấy. Đấy, chúng ta lần đầu tiên chúng ta phải chụp lại hết, bởi vì ở đây nếu mà quý khách không lưu ý là chúng ta khi mở ra nó bung hết ra thì lúc đó chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì ở đây có mấy chi tiết rời. Đấy, ví dụ như chi tiết này là chi tiết rời, cái thanh này cái miếng ngăn này nó có một cái đây, nó có một cái phần chi tiết này nó rất dễ bị gãy, nó rất bị gãy, nứt gãy. Cái chi tiết này để làm gì? Cái chi tiết này để ép cái cuộn băng keo lại, vì khi chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta băng keo chúng ta thông qua cái đây, thông qua cái gọi là cái chốt tì này, chúng ta đưa vào xong rồi chúng ta sẽ đấy, chốt tì nó sẽ cài vào đây, thì cái miếng nhựa màu gạo này, màu be này, nó sẽ có một cái chức năng là nó sẽ ép cái băng keo này lại. Đấy, cho nên là nó khá quan trọng, cho nên cái chi tiết này nó khá quan trọng. Chúng ta đừng có làm gãy nó. Đấy, chúng ta biết được là đây, chúng ta tháo được nó ra, đấy thì là điều tốt. Khi để chúng ta lắp vào, chúng ta cũng phải biết cách lắp. Đấy, chúng ta cách nhận biết cái chi tiết này là hai cái phần lõm xuống này, đấy, hai cái phần lõm này, đấy, chúng ta đối với nhau là được, đối xứng nhau thì chúng ta lắp vào. Đấy. Đấy, cách lắp vào nó như thế. Và khi lắp vào ở đây nó có cái răng lược bánh răng, và nó có cái răng lược, nó có cái dạng rãnh lược, cho nên khi chúng ta chuyển ấy, đấy nó kêu tạch 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 tạch, nó chính là cái răng cá ăn vào nhau. Đấy. Thông thường thì chúng ta cũng không cần phải xử lý cái này, chỉ trường hợp là chúng ta phải tháo ra. Trong trường hợp nào thì ví dụ như là cái chốt này, ở đây nó có một cái chốt, phần trên của nó là miếng kim loại. Đấy. Nó tăng cái tính nó tăng cái độ khít cho cái thanh này, cho cái thanh cài lò xo này, thanh cài băng keo này. Đấy. Thì nếu như trong trường hợp nó bị lỗi thì chúng ta mới phải tháo hai con ốc này ra, chúng ta điều chỉnh phía trong. Đấy. Còn thông thường thì chúng ta cũng không phải tháo, chúng ta để nguyên. Đấy là phần ốp của bên phải. Và đây chúng ta sẽ xem cái phần chi tiết chính. Thông thường thì chúng ta có thể là để quan sát chúng ta phải quan sát cái cách hoạt động của cái cần dao này. Đấy, của cái cán dao này nó chạy như nào, thì chúng ta cũng không cần thiết phải tháo cái phần tay gạt này ra, bởi vì tay gạt này tay gạt cơ
không là chúng ta sẽ phải cắm điện thì chúng ta mới biết được là con quá trình hoạt động nó như nào. Cho nên là bây giờ để trước khi làm việc đó thì chúng ta sẽ lắp lại. Ở đây nhân tiện đây mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp. Thì chúng ta thấy rằng là đây, cái phần lò xo này có rất nhiều khách hàng gặp khó khăn, rất nhiều bạn kỹ thuật gặp khó khăn. Chúng ta nhìn thấy nó là hình chữ B đúng không ạ? Hình chữ B. Cái hình chữ B đó nó tương ứng với cái hình chữ B của cái lò xo này. Đấy, nhưng mà nó có thêm một cái chân. Và cái chân đấy để làm gì? Cái phần chân đó chính là để nó giữ vào cái chốt này. Nó hơi mờ đúng không ạ? Nó tương đương với cái chữ B này. Tức là một phần nó phải ăn vào đây. Đây. Một phần nó ăn vào đây. Một phần nó ăn vào dưới này. Cho nên chúng ta sẽ đặt cái lò xo vào cái hình chữ B này. Đấy. Thì nó sẽ là ở trạng thái này. Và mục đích của chúng ta là sẽ phải lấy cái phần thừa này. Đấy, thừa của hình chữ B này. Chúng ta cài vào cái rãnh này, cài vào rãnh của cái hình tròn này. Đấy. Đây là chúng ta sẽ đây. Chúng ta có thể chúng ta sẽ đặt luôn cái hình chữ B này vào vào cái trục này. Vào cái tay gạt này. Đấy. Sau đó chúng ta mới đặt vào đây. Đấy. Sau đó chúng ta xoay. Đấy. Chúng ta lưu ý nhé, khi xoay ấy thì cái phần cái lỗ này chúng ta sẽ phải cài vào cái chính là đây là cái tay đòn chính này, nó bằng kim loại. Đây cái tay đòn chính này. Đây chính là cái tay đòn chính này, nó phải cài vào cái khe này. Đấy. Chúng ta sẽ phải lựa nhé, đừng có làm gãy nó. Đó. Đấy. Khi mà các bạn lắp chính xác ấy, đấy thì nó có lực cản. Đấy. Và nó hồi lại được. Đấy, nó hồi lại được. Khi bạn ngậm hồi lại được. Và nó thông qua cái miếng này. Đây chính là cái miếng giữ chính của nó. Miếng ốp ở ngoài này là miếng giữ. Nhưng trước khi các bạn lắp vào đấy thì các bạn lưu ý về hướng của cái thân máy và đuôi máy ấy, thì ở dưới đây nó có một cái lỗ, nó có một cái khe. Đấy. Chúng ta sẽ phải cài cái đây, cài cái mấu thừa này ra. Đây. Ở đấy nó có cái độ ở đấy nó có cái chốt giữ này. Đấy. Chúng ta đừng bao giờ để bung nó ra. Vì nhiều bạn là để bung ra xong là nó bật hẳn cái miếng này lên. Là sai ấy. Nó bật lên như này thì nó sẽ không giữ được và nó không giữ được cái tay đòn này, sau này mình sẽ không gạt được. Mình không gạt được thì mình sẽ không mình khi mình chưa tháo máy ấy, mình sẽ không thể điều chỉnh được cái cán dao này. Cho nên sau khi mình lắp vào xong này mình chốt vít vào. Mình chốt vít vào. Đây là một chi tiết không nhất thiết phải tháo khi chưa phải xử lý vào hộp bánh răng. Những trường hợp mà nó bị vỡ bánh răng ở bên trong này, chúng ta sẽ xử lý thì chúng ta sẽ phải tháo cái chi tiết này ra. Nó tương đối khó khăn. Đây là một trong những phần khó khăn nhất của cái máy này. Thì bây giờ hiện tại chúng ta sẽ xem cái cơ cấu hoạt động của cái máy này xem nó như thế nào. Chúng ta gạt thử nhá, xem là nó có nó, đây. Thứ nhất chúng ta quan sát thấy cái ngoặc này, chúng ta thấy cái ngoặc sau nó vẫn có thể đẩy lên nhưng không, nó không được đẩy hết. Và chúng ta quan sát thấy rằng là cái dao ở dưới đấy, nó không di chuyển đấy, nó không thu được về. Trong khi đó thì dao trên đấy, đấy, nó vẫn ngả nhá, nó vẫn ngả này, tức là hành trình là nó vẫn chạy bình thường này. Nhưng mà cái dao dưới nó đang không bình thường. Cái dao dưới nó đang không di chuyển. Đấy, nó vẫn thu lại nhé. Nhưng mà dao dưới không, nó không giảm hạ xuống. Vậy là chúng ta sẽ tập trung vào xử lý cái lỗi ở dao dưới. Đấy. Dao trên vẫn ngả. Đấy. Bởi vì thực tế là dao trên nó chỉ là một cái cơ cấu là gì? Đưa về xong rồi xuống. Đấy. Nó đưa về thôi, nó đưa về thôi để cho dao dưới đẩy lên. Để nó cắt. Đấy. Cho nên ở đây là chúng ta sẽ tập trung xử lý dao dưới. Để xử lý dao dưới thì chúng ta sẽ quan sát xem có cái dị vật nào nó ở dưới. Thường là rất là khó nhìn. Hiện tại ấy, là cái miếng dao dưới này là chúng ta vẫn thấy là nó không cử động gì cả, nó không di chuyển gì cả, không di chuyển gì cả. Thì chúng ta sẽ phải tháo cái con ốc này, con ốc giữ dao dưới này. Phần này chúng tôi sẽ tách nó ra làm hai phần. Cái phần
khắc phục dao, xử lý dao, thay dao này, nó chúng ta sẽ tách ra để cho cái thời lượng video nó không bị ảnh hưởng, không thì nó sẽ là quá dài. Và hiện tại thì chúng tôi sẽ quay tiếp, nhưng mà sau này chúng tôi sẽ tách nó ra thành một cái video clip để hướng dẫn việc thay dao con Z8 này. Để mà tháo được cái dao của Z8 thì trước tiên chúng ta sẽ phải tháo con ốc này. Để tháo được con ốc này chúng ta sẽ phải có lục giác này, là lục giác số 5. Lục giác số 5. Chúng ta lưu ý nhé, khi mà chúng ta tháo cái lục giác này, tháo con ốc này, chúng ta đừng để nó rơi tuột xuống dưới, nó sẽ rất là khó khăn cho chúng ta. Chúng ta vừa tháo vừa giữ đấy, để mục đích là chúng ta lấy được con ốc này ra. Sau đó là chúng ta sẽ gỡ cái phần cái miếng ốp đàn hồi này ra đấy. Chúng ta lưu ý cái miếng ốp đàn hồi nó có một cái chân đấy. Lát nữa chúng ta lắp xong chúng ta cũng phải cài vào đúng cái khe chân này. Đây là cũng là một phần tương đối khó xử lý. Sau đó chúng ta chúng ta sẽ cho gạt nhé, để cho nó dao đấy, dao dưới nó đẩy lên. Chúng ta sẽ tháo cái miếng, đây là miếng trượt, đấy chính là cái miếng trượt. Chúng ta sẽ không tháo được ngay đâu, bởi vì là phía có một chân ở bên còn lại ấy, thì nó sẽ gắn với một cái bánh xe kim loại ở đây, để nó ăn vào cái rãnh của cái cơ cấu xoay. Để mình giải thích cho các bạn thêm một chút nữa, vì cái cơ cấu hoạt động của cái máy Z8 này nó hoàn toàn là nó cắt và nó di chuyển bằng cơ, thông qua động cơ chính của máy khi chạy. Thì ở đây có một cái cơ cấu nó xẻ rãnh, và đây cái miếng này, đây là miếng trượt, hay nói là chính là cái bàn trượt dao này, bàn trượt đẩy dao này. Thì nó sẽ có hai cái cản hai bên, thì một trong hai bên ấy nó sẽ có một cái bánh dạng bánh xe đặc bằng kim loại để làm sao để nó thụt vào bên cái khe bên trong của cái cơ cấu đó, để khi là mỗi lần xoay cứ đến phần rãnh ấy, thì là phần bánh xe nó sẽ đẩy xuống, khi nó đẩy xuống ấy, thì là dao nó sẽ đi xuống đấy. Xong bắt đầu tại sao nó có thể đẩy lên được, bởi vì nó chính là dạng bánh xe, cho nên khi nó xoay ấy, xoay bên trong ấy, thì nó tới cái phần không bị khuyết ấy, nó sẽ đẩy lên như này. Đấy. Nó như này, nó xoay nó đẩy lên này. Sau đến cái phần khuyết ấy nó lại thụt xuống. Đấy. Đến cái phần lồi nó lại đẩy lên. Đấy, nó cứ như thế. Đấy, cho nên trong quá trình chạy ấy thì rất có khả năng là bánh xe của tay đòn ấy, nó bị bung ra, hoặc nó bị biến dạng, hoặc nó bị méo lệch, hoặc nó bị kẹt trong quá trình kẹt đấy. Sau đó chúng ta cưỡng chế. Đấy. Nó cưỡng chế nó thì nó sẽ biến dạng. Cho nên là việc một khuyến cáo của chúng tôi tới với các bạn khi mà sử dụng máy cắt băng keo, nói chung chúng ta không bao giờ cưỡng chế cả, bởi vì tất cả những cái cơ cấu nó chỉ có một là cơ cấu bằng cơ, hai là bằng cơ cấu bánh răng. Có những cái máy gọi là đắt tiền ấy, thì cái cụm bánh răng của nó toàn bằng nhựa thôi. Mục đích của các hãng làm bằng nhựa ấy, thì chúng tôi cũng có tìm hiểu qua,
Có thể một phần chỉ là do dụng ý thôi, còn thực ra chúng tôi thấy rằng là trong quá trình chạy là có thể đã sinh nhiệt. Cho nên là các cái cơ cấu bằng nhựa ấy, thì nó sẽ không nó sẽ nó sẽ nó, quá trình chạy ấy, nó sẽ không không sinh nhiệt và nó sẽ hoạt động được thời gian lâu hơn. Cho nên đấy là một trong những lý do mà không phải máy nào cũng làm bằng cơ cấu bánh răng kim loại. Đấy, thì cho nên là chúng ta là phải lựa nó, không bao giờ chúng ta cưỡng chế nó cả. Chúng ta thấy kẹt chắc chắn có vấn đề. Và cái vấn đề kẹt đó thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, bởi vì chúng ta là người sử dụng thì chúng ta cũng phải tìm ra nguyên nhân là tại sao nó kẹt. Đấy, tại sao nó không được, nó bị dắt ở đâu rồi. Thì chúng ta qua đó thông thường khuyến cáo cho các bạn là những người sử dụng hoặc là những công nhân trên chuyền sản xuất đấy thì không trực tiếp đi khắc phục những vấn đề đó, mà hãy để cho kỹ thuật của nhà máy họ xử lý. Nếu như họ chưa làm quen thì có thể liên hệ với hãng để nhờ sự hướng dẫn, chứ không cưỡng chế. Nhiều khi chúng tôi thuyết phục những cái máy cho quý khách thì chúng tôi cũng thấy rằng là do cái cách thức chúng ta sử dụng nó chưa đúng, nó dẫn đến những cái lỗi vặt thôi, là tương đối nhiều. Đấy, thì để quay trở lại cái việc khắc phục cái máy ZK8 này, chúng ta sẽ không làm mất thời gian của quý khách nữa. Đấy, chúng ta sau khi mà chúng ta gạt này, gạt để cho nó bung ra. Đấy, tức là có nghĩa là chúng ta gạt đến khi mà cái phần bánh xe ấy, nó thụt xuống ấy. Đấy, thì là nó sẽ mở nó ra, mở ra thì chúng ta sẽ lấy được cái dao dưới ra, lấy được dao dưới ra. Chúng ta cho nó chạy một vòng tua đi. Đó, chúng ta thấy không? Cái ngoài trên là nó vào phần đĩa rồi, có nghĩa là nó do kẹt ở dưới rồi đấy, và chúng ta thấy rằng là dao dưới nó lại đẩy lên bình thường đấy, đấy nó lại ngồi trong. Trường hợp này là trường hợp nó không hề có lỗi luôn, nó chỉ bị kẹt thôi. Và chúng ta để cẩn thận nhé, chúng ta kiểm tra cái miếng ở dưới này. Đây, quả quả nhiên là nó tung mất rồi, nó tung mất cái miếng, nó tung mất cái bánh xe kim loại ra rồi. Đây. Các bạn chờ ít phút nhé. Mình sẽ lấy một cái miếng trượt mà nó vẫn còn cái bánh xe kim loại ở đây. Đấy, nó còn cái bánh xe kim loại. Và trước khi chúng ta làm việc đấy, chúng ta sẽ phải đi tìm xem là cái bánh xe kim loại nó rơi xuống dưới này, nó rơi ở đâu, thì chúng ta phải tìm bằng được nó ra. Chúng phải tìm bằng được cái ra. Đây 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 đây. Chúng ta phải tìm bằng được nó ra. Chứ không thể chúng ta để kệ nó trong này, nó sẽ kẹt, nó sẽ làm hỏng cả một cái ổ cơ cấu này. Sau ít phút nữa chúng ta sẽ trở lại cái việc mà khắc phục. Chúng ta sẽ trở lại với việc là khắc phục cái miếng trượt đẩy dao này. Sau đây chúng tôi sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho quý khách cách khắc phục sự cố thay miếng trượt đẩy dao của máy ZK8 Fuma. Đối với một số máy bị trong quá trình sử dụng đấy, một thời gian nó có thể là nó bị bung cái bánh xe kim loại này, bánh xe đặc ruột này. Đấy, cái bánh xe này thì nó được giữ bởi một cái chốt đây. Đấy, nó khi nó gia công thì nó đã được chốt chặt ở đây, nhưng trong quá trình sử dụng bị kẹt dao đấy, nó dẫn đến cái việc mà xử lý chưa đúng cách thì nó bị bung cái miếng bung cái bánh xe kim loại ra. Lúc này trường hợp này chúng ta sẽ cần phải thay thế. Nếu như chúng ta không thay thế thì cái dao dưới nó sẽ không đẩy được lên. Đấy, sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách xử lý cái vấn đề này. Trước tiên thì khi chúng ta đã tháo máy ra ở cái mức độ như này, nếu mà quý khách chưa biết cách để tháo thì quý khách có thể xem cái video trước đó đã hướng dẫn cho quý khách cũng trong cái kênh của chúng tôi. Thì sau khi mà chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ phải vệ sinh ở bên trong này. Chúng ta sẽ dùng tăm bông để vệ sinh ở phía bên trong những cái dầu cặn bẩn đấy. Này, ví dụ như là nó rất là dơ cái dầu mỡ này, sau một thời gian hoạt động dài thì nó sẽ đóng cặn lại. Đấy, chúng ta sẽ phải vệ sinh nó sạch sẽ. Vệ sinh nó sạch sẽ. Chúng ta dùng tăm bông nhé. Chúng ta lưu ý là trước khi chúng ta thay thì chúng ta phải tìm được cái phần xác của nó, tức là cái phần chi tiết nó bị bung ra. Đấy, thì chúng ta
chứ không để tiếp tục kẹt vào trong cái ổ máy này thì nó sẽ rất là trở ngại, mà có thể trong quá trình nó chạy nó sẽ bị kẹt. Sau đó là chúng ta sẽ bơm dầu, bơm mỡ cho thiết bị. Thì chúng ta hãy sử dụng cái loại mỡ mà mỡ trong vòng bi ấy, tiếng Anh nó gọi là grease đấy, nó là grease. Thì chúng ta sẽ bơm vào các cái, chúng ta có hai cách để tra, một là bơm trực tiếp vào, hai là cách chúng ta dùng tăm bông để chúng ta chỉ tra vào. Đây, ví dụ như là chúng ta dùng tăm bông, chúng ta chỉ tra mỡ vào những cái vị trí mà nó tiếp xúc với các cái cơ cấu dẫn động thôi. Đấy. Ở đây nó có vòng bi. Đấy, thì chúng ta có những cái bình như thế này, chúng ta có thể mua rất là dễ dàng ở các cái siêu thị Aeon hay Conan. Đấy, chúng ta tra mỡ vào đây. Tra mỡ vào. Đấy. Như thế này thì nó khá là vệ sinh, nó đỡ bị ra tay. Đấy. Thời tiết nóng nó sẽ chảy mỡ ra, cho nên là cái việc mà chúng ta cần tra những cái mỡ như thế này đấy, ở cái dạng cô đặc thì nó vẫn cứ tốt hơn, nó vẫn là tốt hơn, tốt hơn. Cũng không cần quá nhiều, nó chỉ cần dẫn động thôi. Và chúng ta tra một ít vào cái bánh xe kim loại này. Đây chính là cái phần dẫn động. Chào đây. Đó, làm đâu gọn đấy. Ở đây phần cán dao thì chúng tôi đã tháo nó ra rồi. Đấy. Chúng ta cũng tra thêm một ít mỡ vào đây. Con tra một ít mỡ vào. Mỗi một lần thay thế là một lần bảo trì. Đấy, chúng ta tra vào cái phần bánh bánh xe này. Đấy. Trong quá trình chạy nó sẽ rất là trơn tru. Chúng ta lưu ý là cái cuống dao chúng ta muốn tháo ra ấy, thì ở đây nó sẽ có hai cái lò xo, một cái lò xo là giữ cái cuống dao này với cả thân máy, và một lò xo ấy, thì là nó giữ cho cái cuống dao này khi lên là hết hành trình nó sẽ kéo xuống, cái lò xo nó sẽ kéo xuống đấy, như này. Cho nên cái phần này chúng ta lắp cũng phải hết sức cẩn thận đấy, nó cũng tương đối khó lắp. Đây. Chúng ta khi mà lắp cái miếng trượt này, chúng ta lưu ý là cái bánh dạng bánh xe ấy, thì nó sẽ nằm ở phía bên trái nhé. Đấy. Nó sẽ nằm ở phía bên trái. Quý khách chỉ cần đặt nhẹ nhàng vào đấy thôi. Đấy. Chúng ta phải đồng thời là chúng ta phải cài bên phải vào cái khe. Đấy. Nếu nếu như chúng ta cài chưa thành công ấy, chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ tác động vào cái cần gạt này. Đấy. Để hết hành trình này chúng ta là tháo ra nó sẽ dễ dàng. Chứ chúng ta ví dụ lỡ mà chúng ta cho vào nó không được như ý muốn mà chúng ta lại cứ cố ấy, thì là nó sẽ bị kẹt hỏng ngay. Đấy, chúng ta cài bên phải trước. Chúng ta đặt ở đây, chúng ta tốt nhất chúng ta đặt một cái tự do cài ở bên phải. Đấy. Sau đó chúng ta lựa cái tay đòn này. Chúng ta lưu ý là về phía cơ cấu của cái cơ cấu xoay ở bên trái này thì là nó sẽ là một cái dạng khuyết mở để nó đón cái quả cầu này, nó đón cái bánh cái miếng bánh bánh xe tròn này để nó ôm vào đây. Đấy. Cho nên khi mà quá cái hành trình đấy rồi nó sẽ không vào được nữa, đến khi cái hành trình mở chúng ta mới nhét được nó vào. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta sẽ xoay xoay thêm. Đây là một công đoạn khá là khó. Đây. Các bạn thấy ở cái trạng thái này nó mở. Ở trạng thái này nó mở. Đây. Đấy, nó mở. Mục đích của chúng ta sẽ phải cài cái bánh xe nó vào cái khe này. Đấy. Đây, chúng ta xoay nhé để xem là đấy, ví dụ nó quá cái hành trình ấy là mình không vào được lúc này. Đấy, nó không vào nữa. Đấy, không vào nữa. Đấy. Đây. Như thế này không vào nữa.
như thế này không vào nữa. Chúng ta lại phải tua qua một hành trình nữa. Đấy. Chúng ta phải mở ra như thế này. Chúng ta mới cài vào được. OK, đây, chúng ta đặt vào đây như này, đấy. Chúng ta đảm bảo hai điều, thứ nhất bên phải là cài vào cái khe, khe giữ bên phải, đây, bên phải kè vào, đây có cái khe, cài vào giữ khe. Bên trái là nó đặt vào cái ổ bi này, đặt vào cái ổ này, đấy. Cơ cấu khuyết mình gọi là cơ cấu khuyết, đấy. Đặt vào cái cơ cấu khuyết này. Như vậy là việc đã xong. Sau đó chúng ta có một chi tiết này. Đấy, chúng ta đừng quên cái chi tiết chốt giữ này. Chi tiết chốt giữ này ấy, thì chúng ta lưu ý là nó có một cái phần chốt nó cụp xuống dưới. Đấy, thì nó sẽ nằm theo cái chiều này. Đấy. Còn phía trên nó là giống như một cái dĩa ấy. Một cái nĩa nó có hai cái đầu nó chu ra ấy, thì cái phần đấy là để nó cài cái miếng này. Chúng ta sẽ đặt lọc cuống dao vào trước. Hồng lan nữa sẽ rất là khó lắm. Chúng ta cho cuống dao xuống ấy. Thì đây, chúng ta làm chi tiết. Đây, cái công đoạn này tương đối khó. Chúng ta cho cuống dao xuống nhé. Sau đó chúng ta móc. Chúng ta có một cái nhíp như thế này. Chúng ta móc cái lò xo. Chúng ta gạt cái cần này xuống trước đã. Đấy. Chúng ta đẩy cho chúng ta xuống cái cho cái cán dao nó cán dao trên nó xuống tự nhiên đấy. Đây, cho nó xuống tự nhiên. Đó, chúng ta cho xuống tự nhiên nha. Đấy. Lúc này chúng ta mới cài cái lò xo này. Lúc này chúng ta mới cài cái lò xo này. Không để khít quá, chúng ta phải để nó mở ra một chút. Nếu như chúng ta đấy, chúng ta để khít quá là nó cũng không thể thao tác được, nó sẽ bị kẹt ngay. Đây chúng ta sẽ như này. Đấy. Chúng ta lấy cái phần màu đầu ấy. Đấy, cho nó cài vào. Chúng ta dùng nhíp đây vào. OK, như vậy là đã cài xong. Còn cái lò xo dưới này thì nó cũng đơn giản thôi. Đây, chúng ta kéo xuống. Kéo xuống. Đó, chúng ta móc xuống dưới này. Móc vào đây.
Thông thường thì chúng tôi có một cái nhíp khác, cái nhíp y tế, nhưng mà hôm nay không tìm thấy nó đâu. Có cái nhíp y tế thì chúng ta sẽ cưỡng chế nó vào ngay. Đấy, ok. Đấy, chúng ta sau khi lắp xong rồi, chúng ta đây nó kẹt một cái miếng rất là bẩn trong cái máy này. Chúng ta thấy cần cần đẩy dao dưới nó bắt đầu hoạt động. Đây, làm sáng lên cho quý khách xem nhé. Đây. Đây, sau khi chúng ta thay vào cần cần đẩy dao dưới đấy, nó đẩy lên đấy, nó đẩy lên. Bây giờ lắp dao vào là xong. Ok, để bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là cài dao. Nhân tiện đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách cách là để vệ sinh cái dao này luôn. Thường thường vệ sinh dao ấy, thì chúng ta sẽ có những cái dung dịch để tẩy băng keo như này, chúng ta cũng có thể mua rất dễ dàng ở trên mạng, hoặc là chúng ta mua ở trong siêu thị Conan ấy. Chỉ có mấy chục nghìn thôi, mấy chục nghìn một cái lọ này. Chúng ta sẽ xịt vào cái chúng ta xịt vào cái tăm bông này. Đó, chúng ta sẽ xịt vào tăm bông này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ lau cái dao này. Đó, nó ra rất nhiều cái cặn bẩn và keo kết. Dao còn sáng như thế này thì chúng ta cũng không chưa cần phải thay. Nếu mà trường hợp nó bị mẻ hay bị mòn thì chúng ta sẽ thay. Thì chúng ta sẽ vệ sinh luôn dao dưới và dao trên luôn. Đây, đây cũng là một cái cách mà thỉnh thoảng chúng ta cũng bấm keo kết thì chúng ta phải vệ sinh cái lưỡi dao này. Ok. Đấy, cái cách mà để lắp cái dao này vào ấy thì chúng ta lưu ý. Đây, cái đây là một cái chi tiết quan trọng. Ở đây nó có một cái cật thanh gạt này. Đấy. Cái thanh gạt này chính là để mở cái miếng trượt này. Đấy. Đây, chúng ta gạt, chúng ta để đẩy ra. Đấy. Thì thông thường chúng ta chỉ cần làm sao? Chúng ta lắp dao ấy. Chúng ta chỉ cần đặt cái móc vào đây. Đấy. Bởi cái móc này nó sẽ móc chung mà. Móc này nó móc chung để nó giữ cái phần cái cơ cấu ở trên cán dao và trên lưỡi dao này. Chúng ta chỉ cần làm sao? Chúng ta móc vào đây cho chúng nó xoay. Đấy. Chúng ta xoay. Móc vào đây, chúng ta xoay. Đấy, chúng ta xoay vào đây. Đấy. Đấy, chúng ta móc. Chúng ta móc vào đây. Đây, bên này thấy hơi khó nhìn. Đây. Sáng này. Đấy. Chúng ta móc. Đấy. Xong chúng ta biết làm sao để hai cái chốt đẩy ấy nó cài vào hai cái lỗ này là được. Đấy, hai cái lỗ ở dưới này. Đây, cơ bản là đây như này, xoay đấy, như thế này là xong đấy, coi như thế là lắp xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắp dao trên, lát nữa chúng ta sẽ cố định cái miếng ốp này sau. Dao trên chúng ta lắp, chúng ta lưu ý là để lắp cái dao trên này, dao trên này luôn luôn nó nằm ở dưới dao trên này luôn luôn nó nằm ở dưới cái dao dưới nhé. Đấy, cách lưu ý chứ không bao giờ nó cộm bên trên đâu, nó sẽ nằm ở dưới.
nó sẽ đi nhanh cái phần này. Chúng ta hạn chế dùng tô vít điện. Chúng ta hạn chế dùng tô vít điện để chúng ta lắp cái dao trên, bởi vì cái lực của điện ấy, mình sẽ không hãm được. Mà trong khi đó thì phần này mình phải lựa thôi. Nhưng chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta tháo dao trên ấy, nó sẽ có một con ốc này. Đấy. Chúng ta nhớ là chúng ta phải đặt nó vào nhé, không là chúng ta sẽ không bắt được đâu. Nó có một cái bu lông ở bên trong. Ok. Đấy. Sau đó là chúng ta sẽ lắp cái phần này vào. Cái chi tiết này để tỉ dao dưới ấy. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải cài cái phần thừa bên trái này này, chúng ta phải cài vào cái khe nhé. Còn đây thì ở phần trên này thì chúng ta tỉ vào đâu cũng được. Ở đây nó thường thường nó có cái vết của những cái lần mà trượt lên trượt xuống của lần trước, thì đây chúng ta sẽ lấy cái đấy làm điểm tựa thôi. Đấy. Cái chính là ở đây là nó có hai cái lỗ, mình sẽ căn cứ vào hai cái lỗ chốt ở dưới đáy này, thì nó sẽ ăn vào hai cái chốt ở trên cuống dao. Đấy, ok. Chúng ta bắt ốc vào. Chúng ta lưu ý đến cái khâu này, chúng ta cầm thật chắc nhé, đừng để cái con ốc này nó rơi xuống là rất là rắc rối. Chúng ta dùng lục giác để cho chúng ta siết nó vào. Cái khâu này là cái khâu phải rất là cẩn thận, vô tình trượt xuống là rất là rắc rối luôn. Chúng ta tìm con ốc này cũng khá mệt. Chúng ta lựa nhé, chúng ta đừng có siết chặt quá để nó đảm bảo có tính đàn hồi. Lúc này chúng ta sẽ thử, chúng ta sẽ thử công trước. Này chúng ta sẽ thấy rằng ok, nó mở ra, nó ngoằm vào đây. Ok, nó ngoằm vào đĩa. Sau đó nhả ra, nó về đây. Và đây là cái khâu quan trọng nhất để chúng ta chỉnh dao. Khi dao trên và dao dưới nó hợp nhất, chúng ta xem cái khoảng cách. Đây chúng ta thấy nó quá thưa đúng không ạ? Nó quá thưa. Chờ như thế này nó sẽ không cắt được gì đâu. Đấy. Lúc này chúng ta sẽ cố định cái phần dao dưới để cho nó cố định luôn. Đấy. Chúng ta siết chặt thêm một chút nữa để cho nó tăng được cái độ ngọt khi cắt, độ sắc bén khi cắt. Chúng ta cố định chặt một chút. Sau đó chúng ta chỉnh cái dao trên này. Chỉnh dao trên, để chúng ta đẩy nó về phía trước. Phần này di chuyển được không? Ở đây nó có một con ốc quý vị. Đấy, cái con ốc này là để chính là để đẩy cái dao dưới này, chính là đẩy cái con dao này. Chính là để đẩy cái con dao này. Để ta tăng thêm cái độ ma sát giữa dao trên và dao dưới để cho vết cắt nó có thể là dứt khoát hơn. Đây. Để sau ít phút đấy, sau khi lắp xong ấy, chúng tôi sẽ làm một clip riêng khác để hướng dẫn cho quý khách là chỉnh cái dao trên dao dưới này. Xin chào quý khách, sau đây là một cái đoạn video clip ngắn để hướng dẫn cho quý khách những cái điều cần lưu ý khi sử dụng máy Fuma ZK8. Trước tiên thì chúng ta lấy một cuộn băng keo ra để chúng ta trước khi cho vào máy ấy, thì chúng ta sẽ dùng phương pháp cơ học, chúng ta gạt cái cần di chuyển cái cán dao đó.
chúng ta thử cơ một lần để xem là cái mức độ của cái cán dao trên khi nó ngoàm xuống cái đĩa này nó có mạnh quá hay không, hay là nó vừa sức, và chúng ta đồng thời quan sát độ sâu. Đấy. Bởi vì cái độ sâu này nó sẽ liên quan đến cái băng keo khi mà nó dán lên cái đĩa này thì cái độ bám là sâu hay nông thì nó sẽ thể hiện ở đây. Thì ban đầu chúng ta gạt, sau chúng ta mở ra. Lúc chúng ta nên có một cái khái niệm, tức là khi mà lắp băng keo vào thì là dao lúc nào cũng phải ngả về, tức là dao đi ngủ. Đấy. Tức là mình cứ lấy một cái câu mà khẩu ngữ mình hay nói là như kiểu một cái câu thói quen ấy. Đấy. Dao đi ngủ là lúc là gì? Lúc nhận băng keo. Đấy. Thì mình cho nó ngả về đi ngủ. Ok. Như thế này cho dễ hiểu, bởi vì khi mà ngả về thì dao sẽ mở, nhưng đồng thời cái ngoàm nó cũng sẽ mở. Sau đó là chúng ta làm cái động tác như thế này. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem cái hốc ấy để đặt cái băng keo vào này, hay là mình nói là cái khe để đặt cái băng keo vào này, liệu nó đã phù hợp hay chưa, hay là nó nhỏ quá. Nếu như mà trường hợp là bị nhỏ quá, có nghĩa là cái miếng ốp kẹp này đấy, ví dụ nó đang ở như này thì không được, mình không đặt được vào, mình sẽ mở nó ra để làm sao. Thông thường thì ở đây mắc là 30, nó vừa với cái băng keo này, vừa vặn mình đặt vào, mình chỉ cần gạt giữ một chút thôi. Sau đó chúng ta kéo cái thanh màu đen này, cái thanh màu đen này thực ra nó là cái chốt để giữ cái cuộn này, để cho nó không bị lắc lư. Nên thông thường ấy, ở đây chúng ta khi mà một cái máy mới ấy, cái vị trí này nó sẽ là một đoạn, nó sẽ có đoạn gập, nó có một đoạn gập ở cuối để nó giữ lại. Nhưng ở đây thì không hiểu sao, để sau một thời gian dài sử dụng, quý khách nó làm cho cái này nó biến dạng. Đấy. Nó mất đi cái độ gập, nó phải có độ gập. Đấy. Nó phải có độ gập như này, nó có độ gập như này, đấy, nó mới giữ được, đúng không? Độ gập nó giữ này. Và sau khi nó gập xong ấy, là nó lại phải thu được về. Nó gập được nhưng nó lại phải thu được về. Nhưng mà trường hợp nếu nó không thu được về thì là nó không được chuẩn xác. Đấy. Bây giờ mình phải chấp nhận điều này. Thông thường máy mới là kéo ra cái là sẽ giữ lại. Đấy. Đây là trường hợp này mà nó đã bị hư rồi. Bạn này, cái chi tiết này nó bị hư rồi. Đấy. Xong chúng ta phải đây, mục đích của chúng ta là để giữ, nó phải thu được về. Đấy. Sau đó là chúng ta lùa qua cái thanh ở trên. Thông thường chúng ta cũng không cần phải dán cái gì lên cái trục này đâu. Chúng ta hãy cứ để cho nó trơn. Chúng ta để nó trơn, không có lực cản đối với băng keo này. Chúng ta tăng cái lực cản cho nó thì cái băng keo nó sẽ ra khó. Nó do khó này hay tuột. Đấy. Đây, như trường hợp này là chưa được này. Đấy, chúng ta phải để cho nó đấy, giữ được băng keo. Đấy, giữ băng keo. Chúng ta đóng ốp lại một chút. Đấy. Đó, để cho có một chút rung sai. Sau đó chúng ta đưa vào cái khe này. Đấy, đưa vào khe. Khi mà ngoàm ngủ, tức là ngoàm ngả về đằng sau ấy, thì là nó sẽ mở cái ngoàm bằng mở và dao. Sau đó chúng ta dán lên nào. Đó. Thông thường để cẩn thận ấy, bằng dính giấy ta xé nó đi một tí. Dán vào đây. Cái đầu tiên chúng ta dán chặt. Sau đó chúng ta cũng chưa cần phải cắm điện ngay. Chúng ta thử. Chúng ta gạt cái thanh này. Đấy, chúng ta thấy là cắt tốt, đúng không? Hành trình thế nào, chúng ta thấy là cái khoảng cách giữa hai cái băng keo này nó không dính vào nhau. Còn trường hợp dính vào nhau thì chúng ta mở tiếp. Đấy, mở tiếp chúng ta vặn cái y này ở đây này, là cái khoảng cách của giữa hai băng keo. Đấy, thông thường là chúng ta ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thu nhỏ lại nhé, 20 nhé, thì có thể là cái đoạn sau này nó sẽ chồng vào cái đoạn này, nó không chồng. Mình mở rộng ra một chút để cho nó xa hẳn ra. Đấy. Cho xa hẳn ra. Đấy. Mình cắt lấy vài cái mình thấy nó ok rồi, có nghĩa là lúc này là mình đóng cái nắp bảo vệ, mình đóng cái nắp bảo vệ vào. Mình lưu ý bên trái thường nó kêu tạch ấy. Đấy. Tạch có nghĩa là lúc này nó giữ cái đây, ở đây nó có một cái tay đòn đã được khi trước khi giao hàng cho quý khách đã được mở rộng. Đấy, chúng tôi đã
đã tăng thêm độ dày để cho làm sao mà nó cái phần tiếp xúc của cái chân khởi động từ này nó tác động vào cái tay đoạn nó kêu tạch. Thì lúc này thì chúng ta mới cắt được tự động. Nhiều khi chúng ta mất cái chức năng tự động ấy, nó chính là do cái phần này đấy. Chúng ta nghe tiếng ạ, đấy đấy chính là khởi động từ đấy. Nếu như mà cái phần này mà nó bị lệch ấy, hoặc là cắm không chính xác, hoặc là nó bị hụt ấy, đấy nó sẽ không tác động vào cái khởi động từ. Thì lúc này cái công tác từ nó không được khởi động ấy, thì nó sẽ không cắt được tự động đấy. Giờ chúng ta cắm điện vào thì chúng ta tự tin là nó cắt tự động đấy. À, như vừa rồi đã đề cập tới, chúng ta thấy rằng là cái độ sâu của cái băng keo này đấy, thì nó chính là đây, thì nó chính là do cái gì? Nó chính là do cái này, nó chính là do cái con ốc này đây. Chúng ta nếu mà muốn điều chỉnh nó sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ ngửa máy lên. Chúng ta nhớ là làm gì cũng phải tắt máy nhé, tắt máy. Ngửa lên đây thì ở đây nó có một cái lỗ đấy, chúng ta sẽ đưa qua thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái con ốc này. Nếu mà chúng ta xuôi theo chiều kim đồng hồ thì ngoằng nó sẽ sâu hơn, còn nới lỏng nhẹ ra thì nó sẽ nông hơn. Và có thể quý khách sẽ thắc mắc là khi nào thì chúng ta nông và khi nào chúng ta sâu, đúng không ạ? Thì chúng ta tùy vào từng loại băng keo. Thông thường với băng keo có độ bám dính thấp như là băng dính hai mặt này, độ bám dính thấp, băng dính giấy này, độ bám dính thấp thấp, chúng ta để sâu một chút. Còn đối với những băng dính mà nhiều nhựa, mà nhiều keo và độ bám dính cao, lì thì chúng ta để bám nông thôi. Bởi vì nhiều khi chấm nhẹ vào cái đĩa này, người ta nó cũng sẽ đứng lại rồi. Bởi vì là chúng ta phải linh hoạt thôi, chúng ta phải tùy từng loại băng keo chứ không có một cái cố định nào cả. Nếu như mà chúng ta cứng nhắc trong cái việc này thì sau này chúng ta sẽ gặp những trường hợp là gì? Có độ bám dính cao nhưng mà khi mà cái ngoàm bám vào cái băng keo khi họ lôi lại thì nó sẽ tuột ngay. Cho nên ở đây tuột băng keo đối với Z-Cut 8 ấy, thì nó có mấy nguyên nhân như sau. Một nguyên nhân thứ nhất là cái giữ băng keo này là nó bị hư. Thứ hai là kẹp quá chặt. Thứ ba, băng keo quên mất cho xuống lô này. Ở cái lô này ấy, để tăng thêm lực cản, nó còn có một cái nút này đây. Cái nút này là để đấy, chốt vào cái khe này đấy. Chốt vào cái khe này đấy, nó chốt vào cái khe này đây, cái khe nhìn chốt thì không quay được nữa. Đấy, đây là chức năng của cái chốt này. Đấy, nó tăng lực cản. Có những băng keo cần phải tăng lực cản, không là nó quay tít thò lò hoặc là cuộn nó còn nhỏ, nó sẽ làm cho nó cái khoảng cách này nó bị trùng lại. Đấy, cho nên đấy là những trường hợp là sẽ dẫn đến tuột băng keo. Và thứ hai nữa là gì? Cái ngoàm nó bị hư rồi. Thông thường con dao nó như thế này, nhưng phía sau nó có một cái ngoàm giữ. Cái ngoàm giữ để làm gì? Để nó kéo băng keo, kéo theo độ dài mong muốn. Đấy, thì lúc này mới cắt. Nó có chức năng của ngoàm là đóng dao cắt, xong rồi ngoàm kéo băng keo ra. Đấy, còn khi băng keo mà nó bị hư ấy, thì nó sẽ mở ra này, nó không kéo được nữa. Đó, thì cái trường hợp đó là nó sẽ rối một cục ở đây. Đấy là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là cách chỉnh độ nông sâu không hợp lý. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến tuột băng keo. Đấy, nó là ba nguyên nhân dẫn đến tuột băng keo. Còn trong quá trình quý khách sử dụng thì sẽ dần dần rút ra kinh nghiệm cho mình. Ở đây thì cái nguyên nhân mà dẫn đến mà mình muốn mà nó khắc phục được những vấn đề trên ấy, thì mình phải đảm bảo trên đĩa là nó không có dầu mỡ. Bởi vì nó bám vào đấy, nó chỉ cần một lần bám vào không ăn thôi thì những cái đoạn sau nó sẽ rối lại. Cho nên là cái đĩa này nó phải có độ ma sát. Thỉnh thoảng chúng ta lấy cái giấy giáp, chúng ta lấy giấy giáp ấy, lấy giấy giáp chúng ta đánh nó một tí, chúng ta đánh một tí cho nó sần lên đấy, chúng ta đánh gai lên một chút đấy. Thông thường máy mới thì không cần, nhưng mà máy qua một thời gian sử dụng chúng ta nên làm như vậy. Và thứ hai nữa là trên thân của máy lúc nào cũng đảm bảo sạch sẽ, chứ không đây đóng keo kết lại như thế này đấy, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến quá trình chúng ta sử dụng, và thậm chí là chúng ta sẽ thành một cái thói quen không tốt khi mà toàn bộ những cái phần cơ cấu bên trong này nó đều là cơ học, đa phần là cơ học.
thì cần phải có dầu. Thì khuyến cáo quý khách nên dùng dầu của vòng bi là một loại dầu mỡ chứ không phải là dạng dầu dung dịch. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sẽ tra mỡ, chúng ta dùng tăm bông ấy, nó tra mỡ vào phía bên trong phần cơ cấu đấy. Sau đó là về phần lưỡi dao thì chúng ta sẽ dùng cái dung dịch này. Dung dịch này là sticker remover. Cái này có thể mua một cái rất dễ dàng ở các cái siêu thị Aeon hoặc là các siêu thị về bán nội thất ô tô ấy, ở trong đấy nó có những cái này. Thì chúng ta xịt vào tăm bông để chúng ta lau dao nó rất là sạch sẽ đấy. Rất mong cái video clip này sẽ giúp ích được cho quý khách khi sử dụng ZK8, cũng như là các dòng có cùng cấu tạo có thể khắc phục được những lỗi cơ bản và sử dụng tốt hơn. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý khách, máy ZK8 Fuma của quý khách đã được khắc phục và sau đây là kết quả. Tuy nhiên là khuyến cáo quý khách khi sử dụng cái băng keo mà 3 cm, tức là 30 mm này, thì chúng ta không nên dùng dòng đĩa xoay, vì dòng đĩa xoay thì tối đa chỉ nên dùng ở 28 thôi, là 25 là lý tưởng nhất. Để khắc phục hai máy này thì phải thay hai cái chi tiết đã bị hư rồi. Cái chi tiết này là hai cái chi tiết là nó bị bung mất cái bánh răng đặc ruột đấy. Đây ở đây nó có hai bánh xe đặc ruột. Để sau ít phút nữa sẽ gửi cho quý khách xem về hình ảnh đấy. Và hiện tại là phải thay mới hai cái chi tiết này, không là dao dưới nó không đẩy được lên.